Thưa quý vị, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương đã tổ chức họp báo giới thiệu chương trình phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất năm 2023. Đây là hoạt động nhằm tạo điều kiện để trẻ em phát huy được năng lực, kỹ năng trình bày ý kiến, quan điểm, nhận thức và tham gia vào quá trình ra quyết định về các vấn đề liên quan đến trẻ em. Thông qua hoạt động, giúp các em thiếu nhi được trải nghiệm, tìm hiểu bộ máy cơ quan quyền lực của nhà nước, cao nhất là Quốc hội. Tiếp tục khẳng định sự quan tâm của các lãnh đạo Đảng, nhà nước, Quốc hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Phát huy được vai trò của Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em. Chương trình là một trong những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cấp trung ương triển khai đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn năm 2023 đến năm 2027. Được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản ban hành vào ngày 8 tháng 8 năm 2023, nhằm xây dựng mô hình hoạt động mới, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em, phù hợp với tâm lý, khả năng của trẻ em. Tại Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn TCP Việt Nam, nhãn hàng Red Bull đã tổ chức Ngày hội Thanh niên Công nhân lan tỏa năng lượng tích cực cụm Đông Nam Bộ. Ngày hội nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, tạo môi trường giao lưu, cổ vũ tinh thần, giúp thanh niên công nhân nâng cao được hiệu suất công việc, góp phần phát triển doanh nghiệp, địa phương và đất nước. Nghiên cứu đề xuất các chính sách, nội dung hoạt động cần thiết cho thanh niên nói chung và thanh niên các khu công nghiệp, khu chế xuất nói riêng. Thông qua đó, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, thành lập Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Ngày hội Thanh niên Công nhân lan tỏa năng lượng tích cực cụm Đông Nam Bộ năm 2023 diễn ra các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 3.000 thanh niên công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Hội chợ giảm giá, gian hàng không đồng, triển khai gần 20 gian hàng bán giảm giá các sản phẩm thiết yếu cho đời sống của thanh niên công nhân. Giải bóng đá Nam Thanh niên Công nhân Red Bull cụm Đông Nam Bộ với 16 đội bóng đại diện cho các doanh nghiệp đang đóng trên địa bàn. Đặc biệt là đêm nhạc Thanh niên Công nhân lan tỏa năng lượng tích cực, đêm nhạc dành cho thanh niên công nhân với sự tham gia của các ca sĩ trẻ nổi tiếng như ca sĩ Ali Hoàng Dương, ca sĩ Kyo York và các diễn viên nổi tiếng. Tại phân trại số 3 trại giam Thanh Xuân, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức chương trình hoạt động truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản và khám phụ khoa cho phạm nhân nữ. Tại phân trại số 3 trại giam Thanh Xuân, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức chương trình hoạt động truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản và khám phụ khoa cho phạm nhân nữ. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền, trang bị cho phạm nhân nữ một số kiến thức cơ bản trong việc tự chăm sóc sức khỏe sinh sản cho bản thân, giúp họ yên tâm tư tưởng, phòng ngừa được một số bệnh truyền nhiễm, đảm bảo sức khỏe tốt trong thời gian học tập, lao động, cải tạo tại trại viện, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố. Hoạt động cũng thể hiện được vai trò của Tổ chức Hội Phụ nữ trong việc hỗ trợ phạm nhân nữ tái hòa nhập cộng đồng, cải tạo tiến bộ, trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cũng đã tặng những suất quà cho phạm nhân nữ được trại giam đề nghị đặc xá nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tại chương trình, các nữ phạm nhân đã được giao lưu, trao đổi với các bác sĩ để có thêm những kiến thức về cách chăm sóc sức khỏe và các bệnh phụ khoa thường gặp. Trong khuôn khổ chương trình, các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã khám phụ khoa cho một số chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, giúp chị em phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh phụ khoa. Tại huyện Bát Sát, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Lào Cai đã phối hợp với huyện Bát Sát tổ chức giải đua xe bán tải địa hình Bát Sát Offroad Challenger 2023 lần thứ nhất năm 2023. Ngay sau khi diễn ra lễ khai mạc tại sân quảng trường trung tâm huyện, các tay đua của 20 câu lạc bộ xe bán tải đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước đã di chuyển đến địa điểm thi đấu tại thôn 3, xã Bản Vược, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai để tranh tài. Tham gia giải, các vận động viên phải trải qua 4 bài thi vượt chướng ngại vật,
gồm 3 bài thi riêng biệt, 1 bài thi hỗn hợp. Mặc dù địa hình trơn trượt, đường đua gấp khúc, nhưng các tay đua đã mang đến giải một tinh thần thi đấu quyết tâm với nhiều pha tranh tài kịch tính, với những màn trình diễn mãn nhãn, để lại ấn tượng sâu sắc cho người dân địa phương và du khách gần xa. Giải đua được diễn ra không chỉ mang đến những trải nghiệm đột phá và kịch tính cho những người đam mê bộ môn thể thao mạo hiểm, mà còn góp phần thúc đẩy, quảng bá những tiềm năng, thế mạnh về du lịch của huyện Bát Sát đến du khách trên khắp mọi miền đất nước.